Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Vua Đèn LED 0979 840 890. Hôm nay mình làm clip test ánh sáng của bóng V70 trên xe Exciter từ đời 2015 cho đến 2017. Đây là dòng Exciter đèn zin là đèn halogen màu vàng. Thì từ đời 2018 đến 2022 thì Yamaha đã chuyển toàn bộ sang đèn LED, cho nên đèn LED dán bản mạch thì sẽ không có thay bóng được, các bạn cần lưu ý. Thì đối với bóng V70 thì chúng ta lắp rất là tốt. V70 là bóng phù hợp nhất cho dòng xe Exciter từ đời 2015 cho đến 2017. Như các bạn đang xem trên clip, đây là xe đời 2017. Và xe này mình đã lắp hoàn thiện một bóng V70 ánh sáng trắng như các bạn đang xem trên màn hình. Các bạn có thể so sánh với lại chiếc xe hơi vừa đi ngang thì bóng V70 này sáng hơn gấp đôi một cặp bóng đèn 55W của xe hơi, bóng đèn zin của xe hơi. Ngoài ra thì đây là đèn LED của xe SH thì các bạn có thể so sánh. Đây là ánh sáng của đèn LED xe SH. Và đây là ánh sáng của bóng V70. Đây là clip so sánh thực tế giữa đèn V70 và đèn zin, và kể cả các loại đèn LED theo xe của xe SH 2021 cũng không bằng một bóng V70. Và trước mặt các bạn là xe AB125-110 phiên bản hai bóng halogen 35W, ánh sáng cũng không bằng một bóng V70 như các bạn đang xem trên màn hình. Clip rất là thực tế thì các bạn có thể so sánh thực tế từ các xe đi ngang qua. Đây là dòng Exciter 2021 đèn LED theo xe, và khả năng chống chói của bóng V70 gần như là 100% khi mà ta lắp trên xe Exciter 150. Ngoài ra thì bóng V70 này phù hợp với rất nhiều các loại xe như là xe AB125, AB110, các dòng xe phun xăng điện tử sử dụng sạc lớn đều có thể lắp bóng V70 và không cần lên sạc. Và xe Vision, các loại xe mà phun xăng điện tử và xe tay ga của Honda đời mới và xe Yamaha. Và đây là ánh sáng phía trước của bóng V70 lắp trên xe Exciter 150. Rất là sáng nha các bạn. Đây là ánh sáng của riêng một mình bóng V70, không có đèn trợ sáng hay là bất kỳ đèn khác trên xe Exciter, chỉ có một cặp đèn dummy, thì đèn dummy không giúp tăng độ sáng cho đèn Godfather. Đây là ánh sáng chính của một bóng V70 lắp trên xe Exciter 150. Ánh sáng cực kỳ sáng. Ở phía trên là ánh sáng của đèn cao áp. Đây là ánh sáng của xe hơi. Đây là xe Yaris. Và các bạn có thể so sánh thực tế là một bóng V70 sáng hơn gấp đôi của một cặp đèn halogen theo xe 55W của xe Toyota Yaris. Và tất cả các loại xe máy khác thì các bạn có thể so sánh. Và bây giờ mình sẽ bật chế độ pha lên cho các bạn xem chế độ pha của bóng V70 mạnh mẽ như thế nào. Đây là chế độ pha God, pha God, pha.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Các bạn đừng quên follow kênh YouTube và subscribe, nhấn vào nút cái chuông để khi nào có các clip mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo và các bạn sẽ là những người đầu tiên được xem. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.